xuất hiện chủ yếu trong tập 14, 15 Cuộc đời vẫn đẹp sao vừa lên sóng VTV3, bắt do diễn viên Phạm Tuấn Anh thủ vai lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên các fanpage về phim. Rất nhiều người để lại lời sự tâm đắc về cách chọn diễn viên của đạo diễn cho từng nhân vật, trong đó có Bát. Nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng về ngoại hình của Bát với đôi mắt hí cùng bộ răng vàng. Tạo hình này khiến Bát càng trở nên khó ưa từ ngoại hình tới tính cách. Cũng như tất cả các diễn viên khác của Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tuấn Anh không ngại làm xấu mình để ra được một thằng em trời đánh đáng ghét nhất. Cùng với những bình luận về tạo hình của nhân vật Bát, rất nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất của diễn viên trẻ Tuấn Anh. Dù chỉ là một vai phụ nhưng anh đã lột tả một cách ấn tượng nhất về một thằng em trai báo đời xấu xa, nhưng vẫn có yếu tố hài hước thú vị đan xen. Trước Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tuấn Anh cũng từng xuất hiện chớp nhoáng trong một số bộ phim như Gia đình mình vui bất thình lình, 11 tháng 5 ngày, Gara hạnh phúc. Các tập tiếp theo phim Cuộc đời vẫn đẹp sao được phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3. Mời quý vị đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.